Tại Việt Nam Quốc tử, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ngày 14 tháng 4, nhằm 14 tháng 3 năm Nhâm Dần, Chư Tôn Giáo Phẩm, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, đảm thành kính tưởng niệm 9 năm ngày viên tịch của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Nhơn, thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện diện có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chư Tôn Đức ban Trị sự Phật giáo thành phố và các quận huyện thành phố Thủ Đức. Trong không khí trang nghiêm nơi tổ đường Việt Nam Quốc tự, Chư Tôn Đức thành kính dâng hương lên cúng dường đảnh lễ giác linh cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Nhơn, tri ân công đức của ngài đã cống hiến cả đời cho lý tưởng xương minh chánh pháp và đạn danh giáo hội. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức đồng tụng thời kinh Bát Nhã, cầu nguyện giác linh Trưởng lão Hòa Thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Nhơn, thế danh Nguyễn Văn Sáu, sinh năm Bính Dần năm 1926 tại Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp. Ngài được thân sinh là Hòa Thượng Hồng Diệu, đưa về tổ đình Phi Lai, xuất gia với sư bá Hồng Pháp là trưởng tử của tổ Như Hiển Chí Thiền, rồi được bốn sư ban pháp quý Nhật Sáu, Hiệu Từ Nhơn nói pháp dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41. Sinh tiền, ngài được giáo hội suy tôn lên thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, suy cử đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp cao của giáo hội như Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ngài được thỉnh trụ trì Việt Nam Quốc tự quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, viện chủ chùa Phước Thạnh, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho đến ngày viên tịch. Đại lão Hòa Thượng Thuận Thế Vô Thường thu thần viên tịch vào lúc 7 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2013 nhằm ngày 16 tháng 3 năm Quý Tỵ tại Việt Nam Quốc tự, trụ thế 88 năm, hạ lạp 68 năm. Rạng sáng cùng ngày theo thông lệ hàng tháng, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau tham dự kỳ lễ Bồ Tát thính giới định kỳ tại Chánh điện Việt Nam Quốc tự. Buổi lễ thực hiện theo nghi thức thiền môn dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Thích Minh Thông trùng tuyên giới luật, Hòa Thượng Thích Lệ Trang thỉnh lễ để chư tăng sám hối tam nghiệp. Theo đó, nghi lễ Bồ Tát và thính giới là truyền thống sinh hoạt đặc thù của tăng đoàn, là cơ hội để chư tăng ôn lại các giới luật của hàng tỳ kheo do Phật chế định. Qua kỳ các Bồ Tát, chư tăng sẽ được nuôi dưỡng bởi các giới pháp, ba nghiệp được thanh tịnh, đạo tâm được tăng trưởng.